Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về vật phẩm số 17, Liquid Silence. Liquid Silence là một chất lỏng màu đen, bao gồm tất cả những gì còn sót lại của thực thể Scream Eater, những thực thể thù địch chỉ được tìm thấy trong level 93. Liquid Silence là một chất lỏng cực kỳ độc đáo, nhờ khả năng hấp thụ và lưu giữ âm thanh. Do đó, Liquid Silence rất hữu ích với vô số ứng dụng khác nhau. Mỗi phân tử của Liquid Silence có thể hấp thụ và lưu giữ một lượng âm thanh nhỏ nhất định. Ví dụ, chỉ với 1 lít Liquid Silence có thể lưu giữ đến 191 dB, tức là lượng âm thanh ngang với sóng xung kích. Khi một phân tử trong dung dịch Liquid Silence đã đạt đến giới hạn, tức là nó đã tích trữ quá nhiều âm thanh, thì nó sẽ mất đi khả năng hấp thụ và không thể lưu trữ thêm âm thanh nữa. Nếu bạn truyền bất kỳ dòng điện nào từ 1V trở lên, sẽ phá vỡ giới hạn của Liquid Silence. Nó sẽ khiến cho Liquid Silence giải phóng toàn bộ âm thanh mà nó đã tích trữ trong một khoảng thời gian ngắn, tính trên micro giây là cực kỳ nhanh. Loại bỏ dòng điện đang chạy sẽ khiến cho dung dịch trở lại trạng thái ban đầu. Và vì nó vừa giải phóng hết âm thanh, vậy nên bạn có thể tái sử dụng nó lại một lần nữa. Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị dao động tinh thể để tạo ra một dòng điện xoay chiều liên tục, làm sụp đổ và sau đó tái tạo lại giới hạn của Liquid Silence, cho phép giải phóng một lượng nhỏ âm thanh được lưu trữ mỗi chu kỳ. Cho những bạn nào chưa biết, dao động tinh thể là mạch dao động điện tử sử dụng công hưởng cơ học của tinh thể dao động trong vật liệu áp điện để tạo ra tín hiệu điện với tần số chính xác và ổn định cao. Liquid Silence có thể khô đi và trở thành vật chất dạng bột màu đen khi nhiệt độ của nó tăng lên 0 độ C. Nó có hình dạng tương tự như bột than, tuy nhiên nó có nhiều hạt hơn và có xu hướng kết thành từng cục. Dạng bột của Liquid Silence vẫn giữ được đặc tính hấp thụ âm thanh của nó. Đồng thời, người ta đã tìm ra một đặc tính kỳ lạ của Liquid Silence là nó có khả năng gây ra nỗi sợ hãi cho bất kỳ thực thể hoặc những người lang thang nào đang ở trong khoảng cách gần, khoảng từ 20 đến 30 mét. Với một lượng lớn Liquid Silence có thể gây ra chứng cuồng loạn cực độ nếu bất kỳ ai đứng trong khoảng 1 mét trở xuống. Ngay kể cả khi một lượng nhỏ dung dịch Liquid Silence cũng có thể tạo ra cảm giác không thoải mái khi ở gần. Tuy nhiên, các sản phẩm được chế tạo bằng Liquid Silence đều có tác dụng tối thiểu hoặc gần như là không có. Liquid Silence có thể kết hợp với kim loại và các vật liệu khác trong quá trình chế tác để tạo ra các sản phẩm khác nhau. Cao su khi kết hợp với Liquid Silence thường được sử dụng để tạo ra đế giày và găng tay để không phát ra âm thanh khi di chuyển trong các tình huống hoặc xử lý các vật có âm thanh lớn. Những đôi giày và găng tay này là vô giá đối với những người lang thang bình thường và được mua bán với giá cao. Kim loại khi kết hợp với Liquid Silence thường có màu đen và được sử dụng trong việc chế tạo vũ khí cận chiến hoặc công cụ tiện ích. Những chiếc xà beng bằng kim loại này rất hữu ích vì những tiếng ồn lớn khi va chạm sẽ không còn nữa. Đồng thời, loại kim loại này cũng có công dụng với súng ống khi mà chúng có thể loại bỏ âm thanh nếu được lắp vào nòng. Đồng thời, Liquid Silence cũng là một loại vũ khí gây nổ cực mạnh khi chỉ với 89 lít Liquid Silence. Và nếu nó đã đến giới hạn hấp thụ âm thanh thì nó có thể gây ra một vụ nổ tương đương với 1 tấn thuốc nổ TNT. Liquid Silence là một chất cực kỳ hiếm và khó kiếm. Nó chỉ được thu hoạch từ một Scream Eater đã chết. Bản thân Scream Eater cũng là một thực thể hiếm, và một Scream Eater cũng chỉ chứa ít nhất từ 40 đến 50 lít Liquid Silence. Cùng với các đặc tính hữu ích và độc đáo, Liquid Silence là một sản phẩm đắt tiền và hầu như không bao giờ được mua bán giữa các nhóm nhỏ hoặc những người lang thang. Chỉ những nhóm lớn hoặc những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng mới được tiếp cận Liquid Silence và thường tạo ra các sản phẩm tiêu dùng từ Liquid Silence, sau đó giao dịch cho những người lang thang nói chung trong The Bike Room. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.